Này là mình sẽ thử cho cô chú anh chị mấy quạt điện, mấy ba linh viễn thông. Và cái đồ khoan quét gỗ này. Cầu 13 ly. Rồi, khoan gỗ này. Quét gỗ này. Đa năng luôn nhá. Rồi, mình quét sắt đây. Giá lại rẻ tiền nữa. Rồi mình sẽ bắn vít này. Bắn vít tồn nha. Đa năng, cái gì cũng bà làm được luôn. Khoan bắn vít, khoan bê tông, khoét gỗ. Bắn vít nhé cả nhà nhé. Cái tôn này quá xịn này. Mình thay đầu này. Mình thay đầu 10 đồng bài bắn tôn. Mình thay đầu khoan bê tông vào này. Đây là khoan gạch nhé. Khoan gạch thì đến này mình nó có cái chế độ bú này. Đây, mình bật sang. Mình xin được chào tất cả cô chú anh chị. Thì vừa rồi thì mình thử review test máy khoan đa năng, test khoan gỗ, khoan sắt, rồi là bắn vít, khoan bê tông. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị cái sản phẩm máy DK ID710B. Tức là nó sử dụng điện là 220V và có công suất là 710W và đường kính của lưỡi tối đa là 13 ly và có 2800 vòng tua trên phút. Thì sản phẩm máy khoan đét tông sử dụng điện 220V chính hãng thì sẽ có một cái hộp rất là đẹp như thế này. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp xem máy sẽ có những cái phụ kiện gì đi kèm. Thì đét tông luôn như vậy là luôn cho mình một phiếu bảo hành chính hãng đi kèm và một bộ chổi than. Đấy, và một thước đo, một sách hướng dẫn sử dụng và một tay nắm. Khoan điện đét tông thì được như vậy là sử dụng với đầu là 13 ly. Con này có công suất thì hồi nãy mình có nói rồi, sử dụng 710W và đầu 13 ly ha. Made in China của chính hãng của Trung Quốc ha. Nhưng mà thằng này là công nghệ của Đức nhưng mà sản xuất là tại Trung Quốc này. Và có điều chỉnh tốc độ này và đảo chiều này. Đó. Nhìn trên này thì nó sẽ có hai chức năng. Đây là mình khoan này. Mình khoan này và bên này mình sử dụng khoan búa này. Đấy, nó có ký hiệu này. Đấy, nó có ký hiệu ở đây. Đấy, búa thì mình đảo chiều về đây. Đây ạ. Đó, mình đảo chiều về đây.
không bản khoan thì mình đang chuyển về đây. Đét tông thì nó in là in đúc trừ nổi này. Đó, đây là có một cái khóa 13 ly này. Dây nguồn của đét tông dài tầm độ khoảng 2 mét này. Đây là cái này mình đây là khóa tốc này. Đấy, mình sử dụng chạy liên tục này. Đấy, mình sẽ test thử nhá. À, xem thử máy máy chạy với không tải. Đây. Đây, mình bấm nhẹ nhàng này. À. Đây có đảo chiều này. À, đây đảo chiều rồi, cái này đây có điều tốc độ. Mình muốn giảm tốc độ thì mình sẽ bấm ở đây. Mình sẽ phải vặn ở đây theo kim đồng hồ ha. Ở đét tông chính hãng nhé, được bảo hành là 6 tháng. À, với cái mức giá ở đây em Minh bán là 550.000 miễn phí ship và giao hàng đến tận nơi. 550.000 nhá, miễn phí ship, giao hàng tận nơi và bảo hành đét tông là 6 tháng. Thì cam kết là dòng máy chính hãng của đét tông. Cam kết là dòng máy chính hãng của đét tông nhá. À, và 100% là motor đồng 100%. Với cái mức giá 550.000 thì tất cả là cô chú anh chị có thể lựa chọn một cái sản phẩm khoan 13 ly. Với tầm giá này thì phải nói là quá tuyệt vời. Thì Đét Tông là một trong những công ty rất là lớn và được tất cả là cô chú anh chị cũng như là khách hàng trên cả nước là đều được đã sử dụng tới và đánh giá rất là chất lượng về cái sản phẩm của Đét Tông. Thì như vậy thì cái giá mà ở đây có 550.000 của thương hiệu Đét Tông này thì với cái mức giá cực kỳ là tốt. Nếu như cô chú anh chị lựa chọn những cái sản phẩm giá tầm tiền thì đừng quên là mình lựa chọn cái sản phẩm máy khoan 3 chức năng của Đét Tông mà dùng. Đấy, khoan 3 chức năng, 2 chức năng của Đét Tông. Rồi, giá này mình bao ship ha. Rồi, thì hôm nay mình làm cái video này mình cũng test máy rồi. À, mình xin được như vậy là giới thiệu hết rồi và mình xin cảm ơn tất cả cô anh chị đã theo dõi cũng như đã xem cái video của ngày hôm nay của mình. Rồi mình nếu như cô chú anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ máy xây dựng của Lê Minh. Số điện thoại của mình là 035 661 777. Đây ạ, số điện thoại của mình hiện tại là đây. Thì giao hàng toàn quốc, cô chú anh chị được quyền kiểm tra máy, được quyền test máy trước khi nhận hàng. Rồi mình xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và mình xin chào gặp lại cô chú anh chị những video lần sau. Đừng quên là like và đăng ký ủng hộ mình những video kế tiếp. Xin chào và gặp lại cô chú anh chị.